Tia chớp Garcia mộng so găng với Pacquiao. Ryan Garcia, một trong những ngôi sao trẻ của quyền Anh hiện tại, đã bày bỏ mong muốn chạm trán với huyền thoại Manny Pacquiao. Ở tuổi 22, Ryan Garcia sớm gây tiếng vang ở làng quyền Anh với thành tích bất bại sau 21 lần thượng đài chuyên nghiệp. Trong đó chiến thắng gần nhất trước Luke Campbell ở trận tranh đai WBC Interim Lightweight đánh dấu thắng lợi knockout thứ 18 trong sự nghiệp của chàng trai đến từ California. Đối thủ tiếp theo của Garcia nhiều khả năng là Devin Haney hoặc nhà vô địch WBA Gervonta Davis. Trong tương lai, tia chớp cũng có mong muốn có cơ hội so găng với huyền thoại người Philippines Manny Pacquiao. Garcia mở đầu cuộc phỏng vấn trên Boxing Screen. Đó là trận đấu trong mơ. Pacquiao là một huyền thoại. Trận đấu đó giống như cơ hội để tôi vượt qua anh ấy theo một cách khiêm tốn nhất. Tôi không muốn điều này trông như kiểu tôi đang thiếu tôn trọng anh ấy. Pacquiao biết rõ sự tôn trọng của tôi dành cho anh ấy như thế nào. Mọi người yêu quý Pacquiao vì anh ấy chiến đấu bằng cả trái tim. Bạn thậm chí không cần phải kêu gọi mọi người tôn trọng anh ấy, bởi hơn cả một quốc gia luôn ủng hộ anh ấy. Tuy nhiên đúng như những phát biểu của Garcia, trận đấu giữa tài năng trẻ người Mỹ với Pacquiao có lẽ chỉ diễn ra trong mơ, bởi sự khác biệt về hạng cân của cả hai. Trong năm 2021, Pacman cho biết muốn thượng đài ít nhất một lần, và cái tên mà huyền thoại quyền Anh ưu tiên hơn cả là Conor McGregor. Ngoài ra, tay đấm người Philippines cũng nhắm đến màn so găng với Errol Spencer hoặc Terence Crawford. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Evander Holyfield nhận định McGregor có thể đánh bại Pacquiao. Cựu vương hạng nặng Evander Holyfield tin rằng Conor McGregor đủ sức làm nên chuyện trước huyền thoại người Philippines. Conor McGregor sẽ đánh dấu màn tài xuất lồng bát giác vào ngày 24 tháng 1 tới đây tại UFC 257. Ngoài cuộc đối đầu với Dustin Poirier, người mộ của gã điên đang trông chờ trận chiến của võ sĩ người Iceland với Manny Pacquiao. Theo đại diện của Pacman, cả hai sẽ thượng đài trong năm 2021. Tương tự ở lần so găng với Floyd Mayweather, McGregor bị đánh giá thấp hơn trước đối thủ là nhà vô địch quyền Anh 8 hạng cân. Tuy vậy, theo nhận định của Evander Holyfield, cựu vương hạng nặng tin rằng gã điên vẫn có cơ hội làm nên chuyện trước huyền thoại người Philippines. Cánh tay của McGregor dài hơn, vì thế cậu ấy có lợi thế tiếp cận đối thủ. Cậu ấy phải giữ Pacquiao ở một bên và tung những đòn đấm thẳng. Điều này không dễ trước một đối thủ đã gắn bó cả đời với quyền Anh. Tuy nhiên, bất kỳ ai bước lên võ đài đều có cơ hội chiến thắng. Bạn sẽ không thượng đài nếu không tin vào bản thân. McGregor rõ ràng cũng có một số kỹ năng giống các tay đấm. Cậu ấy sở hữu tinh thần của một chiến binh. Cậu ấy có cơ hội thắng Pacquiao, Holyfield chia sẻ trên Sun Sport. Cựu vô địch hạng nặng cũng cho biết sẵn sàng giúp đỡ McGregor nếu võ sĩ người Iceland mở lời. Nếu tôi được đề nghị, tôi sẽ gặp và nói cậu ấy, hãy làm điều này. Tôi không phải huấn luyện viên, tôi có thể đưa ra lời khuyên bổ ích cho cậu ấy. Xong tôi phải nhờ người khác cầm bét tay. Tôi hiểu quyền Anh và tôi nhận ra rằng bạn càng yêu cầu một người thực hiện điều gì đó, nó chỉ khiến họ trở nên chậm chạp và rối loạn trước quá nhiều thông tin. Khác McGregor, Pacquiao sẽ không nghĩ ngợi nhiều vì đây là một trận đấu quyền Anh, cựu tay đấm 57 tuổi cho hay. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Manny Pacquiao tệ hại hơn Conor McGregor khi đại chiến Floyd Mayweather. Chael Sonnen, huyền thoại UFC đánh giá màn thể hiện của Conor McGregor ở màn so găng với Floyd Mayweather còn ấn tượng hơn những gì Manny Pacquiao đã làm. Ở trận so găng thế kỷ giữa Floyd Mayweather và Manny Pacquiao hồi năm 2015, phần thắng thuộc về độc cô của bại nhờ tính điểm từ trọng tài. Vài tháng sau chiến thắng trước Pacquiao, Mayweather tiếp tục thượng đài và đánh bại Henry Beto. Tháng 8 năm 2017, tay đấm người Mỹ tái xuất và dạy Conor McGregor một bài học về quyền Anh với thắng lợi knockout kỹ thuật sau 10 hiệp thi đấu. Sau khi bảo toàn chuỗi trận 50 trận bất bại, Mayweather đã tuyên bố giã từ sự nghiệp quyền Anh. Theo đánh giá của Chael Sonnen, huyền thoại UFC cho rằng McGregor đã thể hiện rất tốt trước Mayweather
thậm chí còn ấn tượng hơn những gì Pacquiao đã làm. Những gì Pacquiao thể hiện trước Mayweather tệ hơn nhiều so với McGregor từng làm. Nếu đó là điều duy nhất chúng ta có thể so sánh Pacquiao và Conor, thì trận chiến giữa cả hai phải xảy ra. Pacquiao, một trong những tay đấm xuất sắc nhất, tất cả những điều đó chính xác, nhưng McGregor mới chỉ 6 găng thi đấu quyển Anh đúng một lần, và cậu ấy đã đối đầu với Mayweather, người xuất sắc hơn cả Pacquiao. Với tôi, chúng ta đã không nhận ra McGregor cừ khôi đến như thế nào, Sonnen chia sẻ trên kênh YouTube của mình. Nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi, mong muốn của Sonnen nói riêng và người hâm mộ quyền Anh nói chung sẽ được thực hiện. Theo đó, Pacquiao sẽ xác nhận về một màn so găng với McGregor vào năm sau. Phần lớn doanh thu của Pacman sẽ được trích ra cho công tác hỗ trợ người dân Philippines chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Lời khuyên dành cho Pacquiao trước trận đấu với Mayweather. Trước cuộc đối đầu với Floyd Mayweather vào năm 2015, Manny Pacquiao đã nhận một lời khuyên ngắn gọn từ người huấn luyện đầu tiên của mình. Hướng đến trận đấu lớn nhất của cuộc đời mình, Pacquiao bị đánh giá là kẻ dưới cơ lần đầu tiên trong nhiều năm thượng đài. Nhưng Sandro Mejia, người đàn ông đã đứng sau Pacman khi anh còn là một tay đấm vô danh, đã không quên gửi đến người cháu trai tài năng của mình những lời căn dặn cuối cùng trước lúc bước lên sàn đấu. Mỗi lần tôi gặp Manny, tôi đều đưa ra lời khuyên cho nó về trận đấu kế tiếp. Nó vẫn nghe lời tôi trong nhiều năm qua. Tôi thấy nó lần cuối cùng trong vài tháng, trước cuộc chiến với Mayweather, khi nó trở lại General Santos. Tôi đã nói với Manny rằng, đừng ôm lấy Mayweather, đừng đến gần anh ta trên võ đài, hãy giữ khoảng cách của mình. Và nó đáp lại, vâng thưa chú, cháu sẽ ghi nhớ những lời dặn của chú. Không rõ ẩn ý trong lời căn dặn của Mejia là gì, có thể ông lo cháu trai của mình dính những cú đòn bất ngờ từ phía Mayweather. Nhà vô địch người Mỹ nổi tiếng với những pha xử lý như vậy, anh đã nhiều lần khiến đối thủ choáng váng vì những đòn đánh lén của mình. Mejia đã trông nom Pacquiao từ khi anh là một cậu bé gầy còm 12 tuổi và bắt đầu tập luyện, cho đến lúc tay đấm người Philippines bước vào giai đoạn tuổi teen. Rồi Pacquiao dần trưởng thành và lao ra thế giới rộng lớn bên ngoài để phát triển con đường của một võ sĩ chuyên nghiệp. Nhìn về quá trình này, Mejia nói về vai trò của mình. Lúc nó 12 tuổi, nó chẳng có tí cơ bắp nào. Lúc đầu tôi không thể nhìn nhận nó là một võ sĩ. Sau đó tôi tập cho nó trong vòng 6 tháng và nói với chính mình, thằng bé này sẽ là một nhà vô địch thế giới. Nếu không có tôi, sẽ không có nhà vô địch 8 hạng cân Manny Pacquiao ngày nay đâu. Manny Pacquiao sinh ngày 17 tháng 12 năm 1978 tại Kibagwe, Philippines. Ngoài tên chính thức, anh còn được mọi người biết đến với biệt danh Pacman. Không chỉ là võ sĩ quyền Anh, Pacquiao còn là thượng nghị sĩ của Philippines và anh cũng có kế hoạch tranh cử tổng thống đất nước này trong thời gian tới. Hiện tại, tay đấm 41 tuổi đang giữ danh hiệu WBA Super và là người duy nhất trong lịch sử từng giành đai vô địch ở 8 hạng cân. Trong tổng số 71 trận thi đấu, Pacman thắng 62 trận, 39 lần hạ gục đối thủ, hòa 2 trận và thua 7 trận. Niềm tự hào của Philippines từng đánh bại những tên tuổi như Timothy Bradley, Juan Manuel Marquez, Ricky Hatton, Oscar De La Hoya. Trên võ đài, Pacquiao là tay đấm nhanh nhẹn và chính xác trong các pha ra đòn. Vũ khí lợi hại nhất của anh là những cú đấm tay trái cực mạnh, có thể lập tức vô hiệu hóa đối thủ. Điểm hạn chế của nhà vô địch WBA là có chiều cao tới 1m68. Anh thường gặp bất lợi trước các võ sĩ cùng hạng cân. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn.